Alo, đây thì bây giờ là cái đoạn tôi cloud payment, cái hồ sơ thanh toán thì đây đó là hồ sơ thanh toán. Cái tool này thì em vào cái phần data này, trong này có mấy cái mục thì em thiết lập như thế này: proxy là proxy loại không có user password và Gmail. Đây là những câu Gmail mẫu này. Cái thư mục icon này á, là những cái thư mục mà để cho nó click vào những cái thao tác trên cái màn hình. Đây thì em đầu tiên thì em bấm làm mail đầu tiên là không nhé, mail cuối. À có con mail số 0 nãy là anh đã test rồi, bây giờ là chạy mail 1 đi. Anh làm demo khoảng tầm 3 món con mail gì đấy. Mail 1, mail cuối là 4 nhé. Số lần là chọn 1. Ở đây không cần dùng proxy, bấm start nó chạy thôi. Đấy, đi mà nó chạy rất đơn giản. Đây, nó đóng hồ sơ thanh toán rồi. Đầu tiên nó sẽ mở cái tab và nó điền bắt buộc vào. Rồi sau khi điền xong, nó sẽ tự đóng cái tab này và nó qua cái tab khác. Đấy, nó làm mình tất tật là tôi làm hết đó. Chạy rất nhanh. Đấy, tốc độ chạy rất nhanh. Rồi như thế là xong một một con mail đó. Chạy nó tắt nó qua một mail khác. Đây, em để cả ngày đó, nó chạy với mấy 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 trăm cả trăm ngàn mail là bình thường. Rồi, mail một đã xong, bây giờ nó qua con mail thứ hai. À, thì đầu tiên là còn phải bước làm cái bước login trước rồi nhé. Login xong rồi mới tới bước này. Login thì mấy cái tool trước thì anh cũng đã biết rồi. Ở đây anh làm demo ba con mail thôi. Tôi tự làm hết, tự chạy rất là khỏe, nó chạy rất là mượt. Cái này là không cần dùng proxy đấy, anh đo để proxy đâu nó vẫn chạy tốt kìa.